Hello, theo như yêu cầu thì hôm nay tôi làm một cái thời gian biểu nè. Gọi là thời gian biểu nhưng mà nó cũng kết hợp cả lịch kiểm tra luôn đó. Nên là mọi người đón xem như thế nào nha. Đầu tiên thì cũng ghi tiêu đề như mấy lần trước. Nhưng mà cốt hai nay lần này kỳ diệu lắm nha. Để xíu tôi biểu diễn cho mọi người coi. Một đầu thì vẫn là bút highlight như bình thường. Nhưng mà cái đầu trắng này nè rất là kỳ diệu nha. Đó, mọi người thấy nó đổi màu không? Một cây bút mà viết được tới hai màu mực là nó nhìn dễ thương ha, mà còn xịn nữa chứ. Sau đó thì mình sẽ kẻ 6 cái cột dọc như thế này, tượng trưng cho 6 ngày học trong tuần từ thứ hai tới thứ bảy nè. Sau rồi mình ghi số 1 tới số 9 là tượng trưng cho số tiết trong từng ngày á. Để làm cái này thì các bạn cần chuẩn bị 3 cái bút highlight với 3 màu mực khác nhau. Đầu tiên thì các bạn chú thích trên này nè, thì mình lấy màu xanh dương là bài cần học, màu hồng là 15 phút, còn màu xanh lá là tôi cho 1 tiết. Trời ơi, tôi đang quay mà tự nhiên kiếm không ra được cây thước và lấy cái này kẻ coi khổ ghê không. Sau đó mọi người bắt đầu kẻ những cái ô vuông này nè, là ví dụ như cái ngày nào mà tiết 1 các bạn có 15 phút thì các bạn kẻ vô, rồi các bạn tô màu cái ô đó nè. Ví dụ như là mình đang tô màu hồng là kiểm tra 15 phút, ngày thứ hai tiết thứ ba đó. Cứ như vậy thì các bạn có thể dễ dàng kiểm soát được là ngày hôm đó mình có bao nhiêu bài kiểm tra nè, có những cái gì cần học nè, rồi cái nào kiểm tra trước, cái nào kiểm tra sau, thì mình sẽ dễ dàng ôn tập hơn, đúng không? Sau đó thì mình dán thêm vài cái sticker cho xinh xinh nè. Cũng như mọi lần thì dán xong sticker đã xong rồi đó. Cảm ơn mọi người đã đón xem nha.